Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chương trình AirDrop rất là chất lượng đến từ dự án có tên là Havas. Thì đây là một dự án về ví tiền điện tử nha các bạn. Trước đây thì chúng ta đã từng làm một số cái chương trình AirDrop ở trên cái nền tảng của thằng này rồi. Rất là uy tín và chất lượng nhá. Cái đồng token của nó thì cũng đã list ở CoinMarketCap rồi nha các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy là đồng token của nó có ký hiệu là HVH này, giá trị hiện tại đang là 0.03 USD cho một đồng token. Và nó đã có một cái chương trình airdrop là khi các bạn tham gia và hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ thì chúng ta có thể nhận được những cái lượt quay thưởng và các bạn sẽ nhận được cái point thưởng hoặc là NFT hoặc là đồng token của nó là đồng token HVH này nhá. Ở đây thì để có thể tham gia vào chương trình airdrop của thằng này ấy, các bạn cần phải tải cái ví tiền điện tử của nó ở trên CH Chrome. Thì mình sẽ đặt đường link, những cái đường link cần thiết ở phần mô tả nhá, để cho anh em có thể là tải ví nhá. Các bạn nhấn thêm vào CH Chrome này, thêm tiện ích này. Thì sau khi các bạn thêm vào ví thì chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt ví nhá. Chúng ta sẽ tạo ví, các bạn mở cái phần tiện ích ở trên CH Chrome ra, tìm đến cái ví là Havas này, các bạn click vào. Sau đó chúng ta nhấn Get Start. Đấy, các bạn sẽ set up ngôn ngữ này, currency này, auto lock này. Đấy, các bạn nhấn Next. Đó, chúng ta nhập mật khẩu. Nhập lại mật khẩu này. Sau đó các bạn nhấn Next. Thì nó sẽ có hai cái lựa chọn, đó là create new account hoặc là create new wallet hoặc là sử dụng một cái ví có sẵn rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé, tạo một cái ví mới này, các bạn nhấn create này. Thì các bạn copy cái đoạn 12 ký tự ở đây. Đây là chuỗi 12 ký tự nhá, các bạn copy lại. Đó, sau đó các bạn tích vào đồng ý với các điều khoản của nó và nhấn continue. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành là gọi là sắp xếp lại những cái từ của nó, tức là cái chuỗi ký tự mà các bạn vừa lưu ấy, các bạn sắp xếp lại đúng cái đúng đúng với cái trình tự. Sau đó các bạn nhấn Very. Sau khi các bạn ấn vào nút Very thì nó sẽ ra cái phần account này, các bạn ghi điền account của bạn vào. Đó, có thể là như thế, các bạn nhấn Done để hoàn tất nhé. Và chúng ta đã có được cái ví Havas của nó. Thì đây chính là cái địa chỉ ví của chúng ta này. Các bạn có thể ấn vào nút copy này thì các bạn sẽ lấy được cái địa chỉ ví nhá. Ở đây thì sau đó thì các bạn truy cập vào cái địa chỉ website của nó là fill gạch chuột lucky này này. Mình sẽ đặt đường link cần thiết ở phần mô tả cho anh em. Sau đó thì anh em sẽ kết nối với ví Havas mà chúng ta đã vừa cài đặt, các bạn nhấn connect. Ok chưa? Tích vào này. Nhấn connect này. Ok, sau khi connect thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những nhiệm vụ này. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải đăng ký, các bạn nhấn nhập mail à. Đấy, các bạn nhấn send mail này. Ủa sao mail này lại có rồi ta? Các bạn nhấn vào nút send mail. Ủa? The press bạn đã yêu. Để mình sẽ lấy một cái mail khác nhé. Ok, ở đây nếu mà nó hiện thị như thế này các bạn này, email not exit ấy, thì các bạn cần phải đăng ký. Thì các bạn nhấn vào đây này, ấn vào phần visit này này. Thì các bạn truy cập vào, các bạn đăng ký ở đây. Chúng ta tiến hành đăng ký. Nhập mật khẩu này. Và nhập lại mật khẩu. Tích vào. Nhấn vào sign up là chúng ta đã đăng ký. Ok, thì các bạn sẽ check email để có thể kiểm tra cái thư nhá.
Email thì nó sẽ có dạng như thế này, các bạn mở mail ra và các bạn nhấn vào ready do email của các bạn nhé. Tức là chúng ta confirm tài khoản. Sau khi các bạn đã verify thành công rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là mở điền cái mail mà chúng ta đã đăng ký vào đây. Chúng ta sẽ nhấn vào send mail. Chúng ta sẽ check cái code của nó gửi về. Để có thể điền vào nha. Các bạn copy cái đoạn code này. Sau đó thì điền vào. Nhấn vào nút Verify. Chúng ta sẽ tiến hành kết nối với tài khoản Twitter này. Nhấn sign in. Ok, các bạn nhấn vào cấp quyền cho nó này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ follow cái tài khoản Twitter của nó. Đấy, các bạn nhấn vào nút follow. Sau đó thì anh em quay trở ra và các bạn nhấn vào nút verify để xác minh rằng chúng ta đã hoàn tất nhiệm vụ tiếp theo này. Rồi vào Discord các bạn nhấn sign in. Chúng ta sẽ kết nối với tài khoản Discord nha. Các bạn nhấn vào nút phê duyệt. Ok chưa ạ? Sau đó thì anh em sẽ vào cái phần join này. Tiến hành là tham gia vào kênh Discord của nó. Các bạn nhấn chấp nhận lời mời. Chấp nhận lời mời. Ok, sau khi các bạn join thành công vào kênh Discord của dự án rồi thì chúng ta sẽ tiến hành ấn vào cái nút Verify ở bên này để xác minh rằng chúng ta đã hoàn tất nhiệm vụ nha. Rồi, chúng ta đã join vào rồi đúng không? Ấn vào cái phần Verify này này. Nó sẽ có cái nút tích xanh này này, các bạn tích vào để có thể xác minh. Đó, thì nó sẽ hiển thị full cái kênh Discord của nó. Ok, sau đó chúng ta nhấn vào nút Verify, xác minh chúng ta đã hoàn tất nhiệm vụ. Đấy thì các bạn sẽ thấy là nó hiện cái nút complete này, các bạn nhấn vào. Chúng ta sẽ nhấn vào sync, ký vào. Ký vào cái ví của chúng ta đấy. Ok, sau đó thì anh em sẽ nhận được một cái gọi là một cái lượt quay. Các bạn một lượt gấp như gấp thú bông các bạn. Các bạn nhấn start này, nhấn sync này thì nó sẽ ngẫu nhiên random những cái phần thưởng cho chúng ta. Đấy, ví dụ như các bạn nhận được lucky point này. 30 Lucky Point các bạn nhấn Complete. Thì sau này cái điểm Lucky Point này thì các bạn có thể quy đổi được phần thưởng đồng token cũng như là NFT đến từ dự án. Hiện tại thì các bạn chỉ cần tích lũy cái point này và mỗi ngày thì các bạn sẽ vào và nhận được cái phần thưởng ở đây nhá. Để chúng ta có thể là quay. Đó. Để gọi là gấp thú đấy, gấp phần thưởng đấy. Đấy, thì như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về chương trình Airdrop rất là chất lượng và tiềm năng đến từ dự án ví tiền điện tử Havas nhé. Hy vọng là các bạn làm thành công, kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video nhé. Mình sẽ giải đáp cho các bạn. Chúc cho các bạn luôn luôn kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Luôn luôn may mắn nhé. Nhớ nhé, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án mới nhất đến từ channel của mình. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.